hiện chị em và các bạn đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với chị em và các bạn một mẫu hoa cắm hoa sen ha. Và đây là mình đang chuẩn bị một cái giỏ bằng gỗ này, mây tre, cùng với lại là một nửa cục xốp mình đã đặt ở trên này rồi. Và bây giờ đây được gọi là lá tổ phun. Mình sẽ đo cái lá này. Cho nó kẹp chung với lại là cái thang của cái giỏ sắt này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng lá thiên môn cùng với lại lá nguyên trồn. Mình tạo cho cái bình hoa nó có thêm một đường nét ở cái góc bên phải của bình hoa. Mình có đưa một số những cái lá đuôi tròn đưa vào trong cạnh của cái cục xốp này. Vòng hoa sen này mình đưa vào đây, mình cắm một bông thẳng đứng. Một bông hơi nghiêng cái góc này. Trong này mình sẽ sử dụng là bông sen mình đã cho là xem là
Bên bên trong đó nha, đây là cái lá cọ này, mình sẽ cuốn nó lại. Đây mình có gắn thêm một con chim bồ câu ở trên cái giỏ hoa này. Cái giỏ hoa này có rất là nhiều ý nghĩa ha, cũng có thể là đất lành chim đậu. Tại vì mình đang tạo đây giống như là một cái khu vườn hoa rồi đó các bạn. Đó, và cái khu vườn này được che này, che dù này. Cái cây dù này có rất là nhiều ý nghĩa ha các bạn. Bởi vì có rất là nhiều bạn khi mà đi vô hỏi mình là chia sẻ cho các bạn để mà cho các bạn cắm để đi thi, thì đây thì là một cái gợi ý thôi cho các bạn ha. Còn là các bạn thì có thể là sử dụng những cái gợi ý của mình để mà các bạn đem đi thi cũng được đó. Thì 20 tháng 11 mà, cho nên là đất lành chim đậu này, cây dù này có thể là tượng trưng cho thầy giáo, cô giáo, người che chở cho các bạn ở đây. Có rất là nhiều ý nghĩa trong cái giỏ hoa này mà các bạn có thể làm được, cũng như là các bạn hoàn toàn có thể trình bày được ha. Rồi, ở đây là mình đang sử dụng là đây là hoa sen màu hồng này đó. Cái màu vàng ở giữa này là mình đang sử dụng là bông đồng tiền, nhụy bông đồng tiền màu vàng. Và mình có sử dụng đây là cỏ đuôi tròn này, lá thiên môn này, cùng với lại là đây là hoa sen, đây là nón lá, đây là đài sen ha, đây là lá cọ, che sốt bằng lá cọ. Cái lá này được gọi là lá tài phật đó. Rồi, trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như mà các bạn có những gì chưa rõ vui lòng cứ comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn một cách nhanh nhất có thể. Nếu các bạn thấy thích cái lặng này nhớ nhấn like cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.